Rồi chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có đặt mua cái đèn tích điện 300W nha. Hôm nay mình sẽ mở hộp và mình sẽ review cho các bạn xem nha. Đây cái đèn tích điện 300W nha các bạn. Thì cái đèn này mình mua ở trên TikTok nha. Nó khoảng 180k thôi. Đây các bạn, đèn tích điện có năng lượng mặt trời luôn nha. Nào. Ba đây, để ba mở ra cho. Rồi con lấy cái hùng ra đi. Lấy cái hùng ra. Đây. Đèn tích điện năng lượng mặt trời nha. 300W. Đây bên trong đèn nha các bạn. Bên trong đèn gồm có một cái cáp sạc. Đây là cổng TPC nha, TPC. Cáp TPC, đây mình để đây. Rồi, đây cái đèn đây. Ở đây có shop có tặng cho mình thêm cái đèn USB nha. Cái đèn này USB. Đèn cổng USB. Này mình mua trên TikTok đó nha các bạn. Mấy gà TikTok bán hàng rất là nhiều. Đây để mình mở ra, mình quay tay quay tay cầm sản phẩm. Đây. Đây là đèn tích điện 300W. Rồi mình coi cái nó. Đây là các bạn, này các bạn. Đó là cái nguồn vô nè. 220V tới 240. Thời gian sử dụng là 6 đến 10 tiếng. Thì sạc là 10 đến 12 giờ. Thời gian sạc. Pin pin lithium nha, lithium. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái đèn nha các bạn. Đây cái đèn này nó để chữ LED IP6 chống nước. Thì IP6 mà chốt thì nhìn sơ qua nhưng mà cái đèn nha. Thì nếu mà mình để ngoài mưa nó cũng có khả năng vô nước nha các bạn, chứ không phải là IP6 là chỉ là nó để cho vui thôi. Thì cái đèn nó cũng không có kính đó các bạn. Nó vẫn còn có hở nè. Hở mấy cạnh nè các bạn, hở cạnh nè. Này có thể cái nước nó cũng có vô được nha. Rồi. Vậy tấm pin năng lượng mặt trời thì mình quan sát thì tấm pin này cũng khá nhỏ nha. Thì so với dung lượng pin á, nó để là 6000 mAh nha. Thì cái dung lượng pin đó, cái tấm pin nhỏ này chắc nó sạc ở ngoài trời một ngày chắc cũng không biết đầy không. Chắc cũng có 2 ngày. Với thời gian mà nắng tốt thì nó sạc rất là tốt. Còn nắng hiu hiu chắc là sạc cũng rất là vô rất lâu nha. Thì chắc mình sạc phải sạc bằng điện lưới thôi các bạn. Đây là cái cổng USB nè. Cổng USB này mình có thể sạc cho điện thoại được nha. Còn cái cổng TPC mình sạc vô. Ở đây là cái công tắc nguồn nè. Nè các bạn. Nó rất nhiều hiệu ứng nha. Đây là cái vàng. Này là vừa tắn vừa vàng nè. Vừa có đèn tắn vừa vàng. Còn đây là đèn chế độ sáng mờ. Đây là báo động. Cái này là hiệu ứng báo động khẩn cấp. Đó. Đây là dung lượng pin nha các bạn. Nó có 4 mức nè. 4 mức hiển thị dung lượng pin. Đây là bây giờ mình đã bật chế độ này là sáng nhất nè, sáng mạnh nhất nè. Nó còn có 2 cục pin nè. Đây này mình mới vừa khui ra. Đây mình giờ mình sẽ coi mình sẽ ấy nè. Các bạn. Đây mình đang review rất gần tối ha. Thì tạm thời nhìn thấy rất cũng là sáng cũng tương đối các bạn. Cái này để mình đi câu cá đi cắm trại vậy. Này giờ để mình thời gian mình test thử coi nên mình sạc đầy pin nha. Thử coi độ sáng sử dụng được bao lâu nha. Ở chế độ sáng nhất và để độ sáng sáng mờ thì mình sẽ thông báo lại cho các bạn xem ha. Đây là sáng đèn vàng nha các bạn. Rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Rồi hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.